Chào các bạn, hôm nay mình xin phép được chia sẻ với tất cả các bạn về một nền tảng marketing, đó là Phillips Line Network. Phillips Line Network là một nền tảng mạng lưới quảng cáo kinh doanh tiếp thị sử dụng cái app điện thoại để theo đúng cái xu hướng toàn cầu, đó là về sử dụng app điện thoại để cho ngành marketing online và bán hàng online. Thì bạn có thể click vào cái đường link này để xem video. Thì hiện nay cái app này nó đang chuẩn bị ra mắt và nó đang có cái cuộc thi, đó là phần thưởng từ 20.000 đô cho tới 20.000 đô dành cho người đạt được điểm cao nhất cuộc thi. Và đến ngày 12 tháng 9 năm 2018 thì sẽ công bố người chiến thắng. Và đây là các bước để tham gia cuộc thi, đó là đăng ký tài khoản miễn phí. Thì bạn tham gia free, bạn tham gia click vào cái đường link này. Bước thứ hai thì bạn xác minh email. Bước thứ ba là đăng nhập và tải cái ứng dụng cho điện thoại của bạn là Apple Store hoặc là Google Play dành cho điện thoại Android. Bước 4 là bạn cần đăng nhập vào ứng dụng trên điện thoại hoặc là trên website để hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản để kiếm thật nhiều điểm. Và để kiếm được nhiều điểm nữa thì bạn có thể lấy link affiliate của bạn chia sẻ cho nhiều người cùng tham gia. Giới thiệu được một người trực tiếp thì bạn sẽ được 25 điểm. Còn bạn của bạn giới thiệu thêm được một người thì bạn sẽ kiếm được 10 điểm. Ví dụ đây là tài khoản của mình thì còn 17 ngày nữa thì nó sẽ công bố kết quả, và hiện nay đang đứng top 1, đó là Mark, thứ hai là Ari người Philippines, thứ ba là Zomi, thứ tư là anh này tên là Vũ Văn Thắng người Việt Nam, thứ năm là Mick and Rick. Đây là cách để chúng ta đạt được điểm, đó là download ứng dụng, login vào mô trên cái ứng dụng trên điện thoại, ta sẽ kiếm được 50 điểm, tham gia group Facebook kiếm được 25 điểm, và giới thiệu mỗi thành viên trực tiếp được 25 điểm. Mỗi thành viên mới ở level 2 chúng ta kiếm được 10 điểm. Chúng ta post các bài post thông qua app lần đầu tiên được 25 điểm. Và chúng ta thêm các post thông qua app, chúng ta sẽ được 5 điểm. Và gửi tin nhắn thông qua app trên Facebook được 25 điểm. Tiếp tục gửi tin nhắn thông qua app trên Facebook được 5 điểm. Email thông qua app được 25 điểm. Có nghĩa là chúng ta gửi email marketing thông qua cái app đó được 25 điểm. Gửi text thông qua app được 25 điểm. Gửi text tiếp theo là được 2 điểm. Like group Facebook của nền tảng này được 10 điểm. Đăng ký cho tham dự các hội thảo web online của nền tảng này cũng được 25 điểm. Và tham dự các event trực tiếp của nền tảng này cũng được 10 điểm. Và hàng ngày chúng ta đăng nhập vào, chúng ta sẽ kiếm được 5 điểm. Ví dụ đây là đường link để chúng ta tham gia đăng ký free. Đầu tiên, chúng ta cần click vào đây là phát lên thì chúng ta nhập họ của chúng ta, Nguyễn, last name, tên của chúng ta là Ngân, địa chỉ email. Easy Cat Code, chúng ta nhập số điện thoại của chúng ta ở đây. Tiếp theo là chúng ta nhập mật khẩu. Và đây cũng là mật khẩu
xác nhận là tờ. Và chúng ta click here ở đây để đăng ký. Và sau đó chúng ta vào email để chúng ta click vào link đăng ký. Hãy nhanh tay tham gia vào cái nền tảng này để đạt được cái kết quả từ cuộc thi. Chúc tất cả các bạn thành công.